ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đã đưa vào quy hoạch đất trồng cây ăn trái với những diện tích có đủ điều kiện sản xuất, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, từ quy trình sản xuất trồng trọt đến chế biến, tiêu thụ các sản phẩm. Ứng dụng các mô hình Việt Gáp, Global Gáp vào canh tác cây ăn trái. Phấn đấu đến năm 2030, tổng diện tích phát triển cây ăn trái khoảng 10.000 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 7.000 ha, sản lượng khoảng 65.000 tấn. Trên 90% sản phẩm cây ăn trái chủ lực trồng tập trung đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm, trong đó có trên 20% sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.